Bí mật tạo ra nội dung content thu hút hấp dẫn để xây dựng thương hiệu cá nhân. Rất nhiều người bạn giống như Nam ngày xưa là khi mà chúng ta bắt đầu với việc xây dựng thương hiệu cá nhân, khi mà chúng ta xây dựng công việc kinh doanh trên internet, thì chúng ta đều có một cái câu hỏi rằng là làm thế nào để tôi viết được một cái bài hay, hay là tôi học rất là rốt văn ngày xưa, bây giờ làm thế nào để tôi viết ra được một cái bài viết hay. Vậy thì Nam mời các bạn nghe cái câu chuyện của bản thân Nam từ rất là lâu rồi, và cái câu chuyện này nó sẽ khơi nguồn cảm hứng cho bạn để bạn biết là bạn, dù bạn có thể là học rất rốt văn, dù bạn là chưa biết viết bao giờ cả, và Nam cũng mách cho bạn một cái kỹ thuật viết ở cuối video này để bạn có thể viết ra một cái nội dung content rất là hay, mặc dù bạn không phải là người giỏi văn các bạn nhé. Khi mà Nam học lớp 4 thì Nam có thuê một cái ông bạn ngồi cùng bàn của mình để viết cho mình một cái bài văn mô tả về con gà trống nhà em. Thì mình cũng không hiểu tại sao mà mình có một cái ý tưởng rằng là thuê người khác làm cho mình từ rất sớm như vậy. Và mình cũng không hiểu rằng là lúc đấy mình lấy đâu ra tiền để thuê cậu ta viết. Và Nam nhớ rằng là cái bài văn đấy Nam thuê mất là 500 đồng. Đó, và 500 đồng lúc đó là mua được rất nhiều bánh kẹo các bạn nhé. Đấy, thì mình cũng về sau về càng lớn lên thì mình nghĩ rằng là nó rất là hài. Và cậu ta nhận lời và viết cho mình một cái bài văn như vậy. Đấy, và cho đến ngày mà hôm mà thầy giáo chấm điểm ấy, hôm mà thầy giáo chấm điểm ở trên lớp ấy, thì ông thầy ngồi ở trên bục giảng chấm điểm, còn học sinh ở dưới thì cứ bàn tán xôn xao trong và nói chuyện quanh ngang quanh ngửa. Trong khi lúc đó thì mình và cậu bạn kia thì bàn tiếp theo là làm thế nào để viết tiếp các bài văn đằng sau với cái giá thành rẻ hơn. Đó, lúc đó mình đã có tư duy kiểu như là tư duy đi thuê content, viết content bây giờ các bạn. Nó sau này mình lớn lên mình mới thấy rằng là cái giai đoạn đấy nó rất là hài. Và cái câu chuyện này nó chẳng có gì mà nó đáng nhớ hơn khi mà cái mọi chuyện nó chót lọt rất là êm xuôi. Nhưng mà cuộc đời nó lại không diễn ra như vậy. Và chính vì cái việc mà nó không êm xuôi như vậy thì Nam mới nhớ các tình tiết và cái chi tiết của câu chuyện đó đến tận bây giờ. Mặc dù cái câu chuyện đó đến thời điểm này nó diễn ra đến tận 24 năm rồi, mà Nam vẫn rất là nhớ cái câu chuyện đó vì đòn đau nhớ lâu, đúng không các bạn? Đó. Vậy thì hai thằng đang bàn tán thì đang bàn xem nào là làm cách nào để viết tiếp cái bài văn tiếp. Thì đột nhiên ông thầy gọi lên bảng. Ông thầy gọi tới Nam lên bảng. Và lúc đấy khi mà gọi đến tên mình ấy, thì mình giật bắn cả người. Đấy, và hai thằng nhìn mặt nhau và coi như rằng là sắp xảy ra một cái chuyện gì đấy. Nhìn mặt nhau coi như là đã hiểu nhau rồi và không nói câu gì đấy. Thì bắt đầu lóp ngóp đi lên trên bục cái bục giảng ấy. Ngày xưa cái lớp 4 thì cái bục giảng nó khá là cao. Thì lúc đấy nó đến khoảng tầm bẹn của Nam, trong khi ông thầy ngồi trên bục giảng trên bàn, cái bàn nó ở trên bục giảng, có một cái góc bục giảng ấy. Thì các bạn nếu như ở độ tuổi 9x 8x ngày xưa thì có thể biết về những cái bục giảng kiểu như vậy. Thì hai thằng lên trên bục giảng đấy với một cái tâm thế rất là sợ hãi, run sợ, bởi vì đấy không phải là lần đầu tiên bọn mình lên bục giảng, và rất nhiều lần bị gọi lên bảng làm bài, và lần nào cũng bị ăn một hoặc vài cái gậy lim của ông thầy. Các bạn hình dung như ngày xưa nhé, ông thầy rất là khét và hay đánh học sinh. Thì cái gậy lim của ông ấy nó dài khoảng tầm độ 80 cm và nó vuông đét. Cái gậy lim ấy nó vuông đét và nó nhẵn thín ấy, và vuông phát nào là điếu vào đấy. Thì hai thằng mà lúc đấy mà mình lên mình cũng rất là run sợ và đứng lóp ngóp ở bên dưới sàn thôi chứ chưa bước lên bục giảng. Thì ông thầy nhìn thấy lên gần đấy và ông ngước mắt lên, ông hô lên: "Bước lên đây." Đấy, thì lúc đấy lại càng run sợ hơn. Đấy, thì sau khi mà mình bước lên bục giảng rồi thì mình và hai thằng bạn đứng lên, thì ông thầy ông ấy chỉ vào cái cuốn sổ, cái mình nhớ là cái cuốn sổ tập làm văn của mình ấy. Thì ông ấy chỉ, ông bảo là: "Đây là trước của anh." Ông quát lên, ông bảo: "Đây là trước của anh." Thế là chưa kịp nói gì, bắt đầu hai thằng run lẩy bẩy lắp bắp, chưa nói được cái gì ra thì ông lại hô tiếp theo là: "Chữ của anh." Rất là to, ui dồi. Thế là thằng bạn nó tuôn ra một tràng, nó khai luôn, nó sợ quá. Nó bảo: "Chữ của em, bạn Nam thuê em viết, và em viết cho bạn ấy với giá 500 đồng. Nhưng mà về sau ông ấy quát lên, ông chửi một hồi. Lúc đấy mình sợ quá, mình không nghe được cái câu gì cả. Nhưng có một cái đoạn câu ông ấy chửi rằng là: "Mẹ đã ngu lại còn đi làm thuê, đã ngu để còn đi viết thuê, đã viết sai lại còn viết thuê." Đấy, về sau ông bảo là tôi mà đọc ra tất cả những lỗi sai này, cứ mỗi lỗi sai là ông ấy buồn một phát. Thì ui dồi ôi, cứ đọc đến cái đoạn văn, các bạn hình dung là ở học sinh nói chung, cái người dân nói chung ở những cái tỉnh như ở Bắc Ninh này, Hải Dương này, Hải Phòng, có cả Hải Phòng nữa, thì thường bị ngọng cái từ là N với cả L. Nói chung là mấy cái tỉnh ngoài Bắc này, cả cái khu vực Thái Bình, Nam Định cũng hay bị ngọng cái từ chữ kiểu đó. Thì ở quê mình cái việc mà ngọng L với L là chuyện hết sức bình thường. Nên khi mà cậu ấy viết cái bài văn về con gà trống ấy, thì nó cứ viết con gà là nó thì lại viết thành ló. Đấy, lấp nó thì lại ông lại viết thành lấp nó. Vậy thì cứ ngọng cái từ nó với từ ló thôi là ông ấy phang một gậy. Và ông ấy phang cho mà hai thằng dây lấy lên, đau điếm người. Ủa, các bạn hình dung rằng là cái vụt nó rất là thẳng tay, nó rất là đau. Đấy, nó cực kỳ đau mà đau điếm người lên. Và đến khi mà ông vụt nhiều quá mà cái gậy
cái gậy lim dài như vậy mà ông vụt phát mà nó bị gãy mất một cái đoạn đầu cơ mà các bạn. Nó gãy một cái đoạn đầu rồi điếng hết cả người trong cái đợt đấy. Và mình chính vì cái việc mà đánh đau như vậy mình mới nhớ đến tận ngày hôm nay. Và thực sự là trong những cái năm tháng học cấp 1 đó và toàn bộ những năm đi học cả cấp 2 đến cấp 3 mình vẫn căm ghét cái ông đó. Bởi vì cái ông khi mà cái ông thầy giáo đấy, các bạn hình dung rằng là chán của ông ấy cao rô và lúc đánh, lúc mà quát mắng và đánh mình ấy thì chán ông ấy nhăn lại mắt sâu, mũi cao, nhìn nó rất là dữ. Lúc đó là mình rất là dữ và cho đến tận mình nhớ mãi như in cái hình ảnh của ông ấy cho đến tận khi hết những năm học cấp 3 mình bắt đầu mình mới không còn căm ghét ông ấy nữa. Còn đâu là những năm tháng đấy là cực kỳ là căm ghét, rất là sợ đó. Vậy thì sau cái vụ đó thì không bao giờ nhờ ai viết chính tả, và bài dù làm đúng làm sai hay làm xấu làm đẹp viết đầy đủ hết đấy. Và sau vụ đấy thì mình vẫn cứ học dốt văn như bình thường các bạn nhé. Sau những vụ đấy và nhiều năm học tiếp theo vẫn cứ học dốt văn bình thường chứ không phải học giỏi văn đâu. Và cho đến khi mà mình đi làm ở công chức nhà nước, mình vẫn cứ học dốt văn, mình vẫn cứ dốt văn và mình rất sợ những cái bài kiểm tra liên quan đến chính trị. Ui dồi, viết lý luận chính trị và những cái năm tháng mình học ở đại học cũng thế, làm những cái bài tập liên quan về nguyên lý mình cũng rất là sợ cái việc viết lách đấy. Và mình không hề giỏi việc viết lách cho đến khi mà mình ra ngành, tức là đi làm công việc kinh doanh ấy, và sau này đi làm marketing, những công việc làm marketing thì lúc này mình mới tập viết nội dung content nhé. Mình mới bắt đầu tập viết bài, mình mới bắt đầu sáng tạo nội dung thì lúc đấy mới cái động lực, cái áp lực nó bắt buộc mình phải làm, thì lúc đấy mình mới bắt đầu mình viết cái nội dung content, bài viết nó mới dần hay dần hay dần hay dần. Chứ trước đây mình không hề biết viết và mình rất lười viết. Và khi bắt đầu mình viết nội dung content thì cái bài viết của mình nó cũng rất là rời rổng các bạn ạ. Nó rời rông rổng ấy, và lúc đó là nó rất là khó đọc, nó rất là khó đọc, khó nghe. Và phải mất khoảng độ gần 2 năm thì những cái bài viết của mình nó mới trở lên nó ngon được. Đấy, những bài viết sau 2 năm đó thì những bài viết của mình nó mới có độ sâu hơn, rồi cái độ dài nó mới kéo dài ra, và đến bây giờ ấy, thì cái việc viết lách đối với mình nó đã trở nên dễ dàng hơn rất rất là nhiều. Rồi các bạn vừa nghe câu chuyện của Nam cũng khá là thú vị và hài hước đúng không các bạn? Vậy thì đấy là cách tạo ra nội dung content hay để khiến cho khán giả ngồi nghe. Và Nam tin rằng các bạn cũng ngồi nghe câu chuyện của Nam với một cái sự hài hước, rồi có một cái gì đó mà bạn đang mường tượng ra cái câu chuyện của Nam nó đang diễn biến như thế nào. Nghệ thuật kể chuyện đó chính là một trong những cách tạo ra nội dung content rất rất là hay để cuốn hút người nghe vào trong câu chuyện và cuốn vào trong cái nội dung content của bạn. Và rất nhiều người đã thành công với việc xây dựng thương hiệu cá nhân của họ thông qua những cái câu chuyện thường ngày của họ, thông qua những cái câu chuyện trong quá khứ của họ, hoặc là họ kể chuyện về một ai đó. Thì đấy là một trong những cái nội dung content nó có cái khả năng chạm cao rất rất là cao các bạn ạ. Ok, thì làm thế nào để chúng ta tạo ra được những câu chuyện hay thu hút để khiến cho người nghe có thể là ở lại trên video của chúng ta, ở lại trong cái bài viết của chúng ta? Thì Nam sẽ chia sẻ cho bạn một cái kỹ thuật kể chuyện 6 bước sau đây để chúng ta có thể áp dụng vào để kể những cái câu chuyện hàng ngày của bạn, kể những câu chuyện trong quá khứ của bạn để tạo ra nội dung content hay các bạn nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ vào bước đầu tiên của cái việc kỹ thuật kể chuyện này, đó chính là bạn cần liệt kê cho Nam những cái sự kiện trong quá khứ từ khi bạn sinh ra đến tại thời điểm hiện tại. Có thể những cái thời điểm quá khứ mà khi mà bạn còn rất là trẻ, mới lớn ấy, thì bạn có thể liệt kê theo từng năm một. Nhưng sau này, càng về sau này thì bạn có nhiều sự kiện hơn, bạn nhớ được nhiều sự kiện hơn. Thì trong một năm đó thì bạn có thể liệt kê ra nhiều theo các tháng một, theo từng tháng hoặc theo từng quý một, để bạn có những cái câu chuyện để bạn kể. Đấy. Và bạn liệt kê cho Nam theo cái sơ đồ như thế này. Bạn vẽ một cái sơ đồ trục tung ra thì trục tung và trục hoành. Một trục thì chúng ta sẽ để nó là trục là năm, và một trục thì chúng ta sẽ để nó là trục điểm. Và ở giữa, ở trên cái trục này chúng ta phân nó ra làm đôi và để một cái trục ngang này để ở vị trí không. Ở vị trí không này có nghĩa rằng là ở một cái trạng thái cân bằng. Cái câu chuyện đấy nó bình thường, nó không có cái gì mà đặc sắc cả. Cái điểm đấy nó không có gì đặc sắc cả. Rồi ở những cái điểm âm là những cái câu chuyện có mang cái tính rằng là nó đi xuống, tức là nó mang cái cảm xúc tiêu cực hoặc là mang cái cảm xúc bi đát gì đó. Còn ở cái điểm ở trên không ấy thì nó mang cái điểm tích cực, những cái câu chuyện vui, những câu chuyện hài hước, những cái câu chuyện mà bạn có thể đạt được những thành công, câu chuyện bạn có thể phát triển. Đấy, thì bạn sẽ liệt kê cho Nam như thế này ra. Sau đó bạn liệt kê theo từng năm. Bạn cứ liệt kê theo những cái năm, bạn nhớ ra những cái mốc câu chuyện nào đó ở trong những năm đó thì bạn sẽ liệt kê ra, sau bạn viết nó các mốc năm vào đây. Sau khi bạn viết các mốc năm vào đây rồi thì bạn sẽ trong mỗi một năm đấy thì bạn liệt kê ra rằng là bạn sẽ tạo ra một cái file Excel cho Nam nhé. File Excel thì trong file Excel đó thì bạn sẽ liệt kê cho Nam rằng là 1 là năm, 2 là câu chuyện, 3 cột 3, cột 1 là năm, cột 2 là cái câu chuyện bạn có trong năm đó là gì, và cột số 3 là cái điểm bạn cho của cái câu chuyện đấy là như thế nào. Sau đó bạn vẽ ra thành một cái sơ đồ như thế này cho Nam. Được chưa các bạn? Rồi sau khi bạn liệt kê ra được cái những cái câu chuyện, những cái mốc lịch sử đó rồi thì bạn sang đến bước số 2 là bước bắt đầu chúng ta kể chuyện. Thì
Khi mà bạn bắt đầu vào kể chuyện thì bạn với một cái câu chuyện ở mốc lịch sử đấy, thì cái câu chuyện đấy bạn kể là gì, thì bạn liệt kê ra các ý chính trong câu chuyện đấy đó. Ở đây bạn muốn kể một cái câu chuyện, ví dụ như câu chuyện của Nam chẳng hạn, thì nó có các ý chính ở đầu như là năm đầu tiên, cái năm học lớp 4 này, thuê người bạn viết bài chính tả này với giá 500 đồng này, rồi đàm đạo về việc mà làm sao để viết cái bài nó rẻ hơn này, rồi cái mốc là ông thầy gọi lên bảng này, rồi mốc là ông thầy vụt đít này đó. Và kết quả về sau rằng là Nam đã không còn thuê ai nữa và đang rất là chăm chú trong việc làm bài hơn này, thì đấy là một cái câu chuyện có bắt đầu, có diễn biến và có kết thúc đấy. Thì bạn phải liệt kê ra những cái tình huống, những cái tình tiết quan trọng trong câu chuyện là như vậy. Sau đó đến bước 3 thì bắt đầu bạn mới kể câu chuyện là phần mở đầu. Bước 2 là bạn liệt kê các câu chuyện nhé, liệt kê của nội dung câu chuyện. Sau bước 3 thì bạn bắt đầu mới vào cái việc là mở đầu của câu chuyện. Vậy thì mở đầu câu chuyện của Nam ngày hôm nay thì Nam có nói với bạn rằng là bí mật để tạo ra nội dung content, thì Nam mở đầu cái câu chuyện của Nam rằng là Nam sẽ giúp bạn biết cách là làm thế nào để tạo ra cái nội dung content hấp dẫn để xây dựng thương hiệu cá nhân. Và rất nhiều người đã bắt đầu với việc là không biết viết, họ rất là lo lắng trong việc là họ không giỏi viết tiếng Việt này, họ không biết viết này, họ từ đâu trước đây họ chưa bao giờ họ viết. Thì bây giờ Nam mời các bạn nghe cái câu chuyện của Nam để các bạn có thể rằng là dù bạn là người không biết viết, bạn vẫn viết được nội dung content hay đó. Vậy thì đấy là khi mà bạn mở đầu với một cái lời hấp dẫn này, mở đầu những cái câu hook này, mở đầu với những cái lời hứa này, thì những cái mở đầu hay khiến cho khán giả ở người ta ở lại, dừng lại để nghe cái câu chuyện xem cái điều đó đó được diễn ra như thế nào, thì bạn cần phải đưa những cái câu mở đầu hấp dẫn được nhé. Sau đó đến bước 4 đó chính là bạn bắt đầu chia sẻ diễn biến về câu chuyện. Thì các bạn vừa nghe cái việc mà Nam kể cái diễn biến câu chuyện của Nam từng bước đúng không bạn? Đó, vậy thì cái diễn biến câu chuyện đấy nó cũng có các tình huống hài hước, tình huống vui nhộn, tình huống căng thẳng đó. Và câu chuyện đó nó cũng có một cái hồi kết, chúng ta kể cái câu chuyện của chúng ta ra. Sau đó đến bước 5 thì lúc này bạn kết thúc câu chuyện. Thì trong cái việc mà bạn kết thúc câu chuyện này thì bạn cần phải kêu gọi hành động, bạn phải có hoạt động gì. Ví dụ như cái việc mà kết thúc câu chuyện của Nam là sau cái việc mà kết thúc câu chuyện của Nam thì Nam đã tập trung vào cái việc viết nội dung, tập trung vào cái việc mà viết bài hơn, học tốt hơn đó. Và bạn có thể là kêu gọi thêm cái hành động rằng là theo cái nội dung ý nghĩa của cái câu chuyện mà bạn kể các bạn nhé. Sang đến bước 6 đó chính là bạn kết nối lại câu chuyện của bạn. Bạn kết nối cái câu chuyện của bạn với những cái vấn đề mà bạn muốn truyền đạt cho khán giả. Ví dụ như trong câu chuyện của Nam, Nam đã kết nối cái câu chuyện của mình với cái việc rằng là bạn nếu không biết, bạn không biết viết content, thì Nam cũng là người không biết viết nội dung, học rất là dốt văn và nhiều năm tháng đi làm không biết viết và rất rất sợ viết lách. Cho đến khi Nam đi ra làm marketing, làm sáng tạo nội dung, thì lúc đấy Nam mới tập trung vào việc viết, Nam mới tập trung vào việc kể chuyện để viết nội dung content như Nam đang hướng dẫn bạn ở đây. Đó, vậy thì cái bước cuối cùng này bạn phải kết nối nó thật sâu và rõ ràng ra. Và trong cái nội dung của Nam thì Nam cũng đã kết nối với các yếu tố của việc viết nội dung content cho cái việc xây dựng thương hiệu thành công. Đấy, thì bạn cũng cần phải kết nối cái câu chuyện của bạn với những cái thông điệp bạn kể cho khán giả, làm sao để khán giả hình dung ra việc rằng là thông qua câu chuyện đó họ học được cái bài học mà bạn muốn truyền tải cho khán giả. Thì đó là phần cuối cùng của video này. Vậy thì chúng ta sẽ tổng kết video này như sau. Với video này có hai cái phần mà bạn cần phải quan tâm, đó chính là cách tạo ra nội dung thu hút thông qua cái việc mà bạn kể chuyện. Bạn làm sao phải kể cái câu chuyện của mình hay để có khiến cho khán giả ở trên video của bạn thật lâu nhất có thể và xem nhiều video nhất có thể. Cái thứ hai nữa là bạn phải hiểu được kỹ thuật để kể một câu chuyện thông qua 6 bước như thế nào. Đó, để bạn lồng ghép những cái thông điệp, lồng ghép những cái nội dung mà bạn muốn truyền tải cho khán giả để cho khán giả dễ dàng đón nhận nhất. Họ nghe câu chuyện của bạn có thể là hài hước, câu chuyện của bạn có thể là kịch tính, câu chuyện của bạn có thể là bi đát, nhưng thông qua đó họ học được một cái bài học gì đó. Thì đấy là cách tạo ra nội dung hay, thu hút hấp dẫn. Vậy thì với video này bạn cần phải làm gì nếu như bạn mong muốn phát triển tạo ra nội dung hay chất lượng? Thì bạn cần phải làm những việc như sau. Việc đầu tiên đó chính là bạn lập cho Nam một cái bản đồ về mốc lịch sử của cuộc đời. Cái bản đồ này nó lập dựa trên cái những cái đầu năm tháng này, thông qua những cái câu chuyện này và cái số điểm bạn cho của cái câu chuyện đấy là câu chuyện vui buồn, câu chuyện thành công, câu chuyện có nhiều năng lượng tích cực hay câu chuyện tiêu cực, câu chuyện thất bại, câu chuyện mà bi đát của bạn. Thì những câu chuyện bi đát bạn cho điểm âm, câu chuyện mà năng lượng tích cực, câu chuyện thành công bạn cho điểm dương. Thì đấy, bạn làm như vậy để tạo ra một cái bản đồ. Cái thứ hai là bạn liệt kê những câu chuyện liên quan đến mốc lịch sử đó, đúng không? Và cái điều thứ ba đó chính là kể các câu chuyện đó lại, kết nối các công việc hoặc dữ kiện hiện tại để xem câu chuyện đó có hay hay không. Đó, tức là bạn phải kể cái câu chuyện đó lại, tức là khi mà bạn liệt kê ra thì bạn phải kể cái câu chuyện lại, sau đó bạn liên kết, bạn móc nối với những cái câu chuyện hiện tại, những cái thông điệp hiện tại xem nó có phù hợp, xem nó có hay không, để bạn giữ, bạn biến nó trở thành một cái câu chuyện hay bạn đi kể.
Và cuối cùng là bạn phải luyện tập cái câu chuyện đó nhiều lần, kể nhiều lần để khiến cho cái câu chuyện đấy nó có cảm xúc, nó có những cái tình huống hay, hài hước, bi đát, cái tình huống kịch tính để khiến cho khán giả ở trên kênh của bạn họ có cảm xúc như họ đang xem một bộ phim vậy. Thì điều đó sẽ khiến cho khán giả ở trên video của bạn lâu hơn. Thì đấy là những cái việc mà bạn cần phải làm để kể ra được một cái câu chuyện hay, hấp dẫn và tạo ra nội dung hay. Thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Và video của Nam đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết đoạn video. Nếu như lần đầu tiên bạn xem video của Nam thì hãy ấn subscribe kênh để chờ đón những video tiếp theo. Nam hướng dẫn các bạn cách tạo ra những nội dung hay, chất lượng để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công.